làm ơn cho tôi hỏi. Vì cô có biết người con gái tên Nguyễn Thị Lan? Xin đi cô làm ơn cho tôi gặp mặt. Sao nghe giọng nói rất là quen thuộc. Kìa Lan, Lan ơi, em hãy bình tâm mà nghe anh nói. Lan ơi, người ta bày trò sắp đặt, nhẫn tâm đem anh ra làm vật thế thân, làm tan nát dùng nhờ duyên phần nghĩa tình và thâm ân. Anh đau đớn vô ngần, sự việc xảy ra là do người ta bày ra điều gian dối. Anh không bao giờ phản bội bởi vì tình của em là nghĩa nặng ân sâu, sao anh dối thay lòng. Làm sao Lan ơi, khi tình nghĩa đậm sâu, người ta đang tâm gây ra cảnh đau sầu. Hình ảnh người thương trong lòng khắc đậm sâu, nay ngậm ngùi nhìn theo mối tình đầu tan giờ.
xin em rút lại lời. Sao cuộc tình mình chơi vơi trong cảnh ngộ, vĩnh viễn xa nhau rồi còn đau khổ nào hơn. Suy nghĩ lại, anh bị người ta hại mà Lan. Do bản tính thiệt thà giờ phải chịu xót xa. Hãy nghe lời anh đừng buồn đừng giận nữa. Anh năn nỉ xin em hãy về với anh nghe Lan. Trời ơi Lan ơi đừng nói vậy mà.
rồi hai chữ tình chung. Tơ đàn là thiên sai cung, tình lang và địa tận cùng khổ đàn.